Nghĩa là vô tay bé Ngọc với bé Ngân là từ mềm thành cứng, nhưng mà vô tay dạ làm như cái tuổi mình á, cho nên là cái gì cứng nó cũng sẽ thành mềm. Cái gì cứng nó cũng sẽ thành mềm. Ngay cả bánh tráng cũng vậy. Nói chung là cái gì cũng vậy hết, mình ăn uống là mình phải ăn cho hết chứ bỏ mang tội lắm. Đó, không hết thì đưa ông anh mình ăn. Tráng tình tráng nghĩa người ơi bánh tráng này là của Ninh Dương Lan Ngọc, những cái bịch bánh tráng trong veo khi nào mua hồi hôm bữa trước, cách đây hai tuần Lan Ngọc mua rồi mà ăn không hết, phải là đem lên đây, nó rất là khô cứng. Lâm dạ phải đem xuống Lâm Ba Mô. Không phải, tại vì bé Ngọc biết dạ bị phong thấp rất là nặng. Dạ bị phong thấp rất là nặng. Cho nên khi mà bánh tráng mà dạ xé thì cái mồ hôi nó sẽ thấm vô bánh. Cái mồ hôi nó sẽ thấm vô bánh tráng, nó mặn vị hơn, phải không? Và khi mà mình bóp thì cái mồ hôi trên tay dạ đó mọi người, nó ra, nó làm mềm cái bánh tráng. Nó đặc nghĩa tình là ở chỗ đó. Ai dám ăn bánh tráng chi mà người ta ăn rồi nói vậy. Không sao, thật sự là trước giờ như các bạn, các con của Ngọc đều biết là bánh tráng không để từ một tháng trở lên không ạ. Rồi xong thì Ngọc sẽ đem ra ở nhà, nó có một lần Ngọc quay rồi là cái cục đó cứng như đá, phải đập xuống thôi nè. Thì vô đây thì biết là có chị dạ, ở đây là tay lúc nào ướt nhẹp. Vậy nè, xong chị sẽ làm cho mọi người đó. Thế giờ đó cái bánh tráng dẻo. Thực ra cái gì vô tay dạ cũng từ, nghĩa là vô tay bé Ngọc với bé Ngân là từ mềm thành cứng, nhưng mà vô tay dạ làm như cái tuổi mình á, cho nên là cái gì cứng nó cũng sẽ thành mềm. Cái gì cứng nó cũng sẽ thành mềm. Ngay cả bánh tráng cũng vậy, nó mềm vậy nè. Má hột cái mình xé ra cái mình bỏ muối, bánh tráng này là không cần bỏ muối vì cái mồ hôi tay mình nó mặn đó. Dạ mồ hôi muối mỗi lần đeo mà đồ giả nó hay ra tan. Lúc đó là mình không cần phải thêm muối vô nữa, mình chỉ cần bỏ sa tế và tắt vô là vừa ăn. Cứ đụng vô đồ giả nó ra tan nên chị dạ mới mua cái nhẫn kim cương 10 ly 2 tỷ rưỡi. Đừng có nghe lời bé Ngọc nói, đừng bao giờ nghe lời bé Ngọc nói. Thực ra cái đó là bé Ngọc mua á, tại vì bé Ngọc kiếm 1 năm 40 tỷ. Còn Lâm bị dạ khổ lắm, còn phải nuôi con. 2 hours later. Không rồi. Nói chung là đủ thứ cái phải lo trong đời này, mua cái gì cũng trả góp hết. Thiệt sự trả góp. Làm sao có tiền mà mua cái nhẫn 2 tỷ rưỡi, nó vô lý hùng công ngọng. Còn cái gì tình nghĩa đó, tình nghĩa đó anh nghĩ sao? Bé Ngọc là ở nhà mà đồ gì hư thối là bé em lên cho mấy anh chị em. Em coi thường tôi tới vậy đúng không Ngọc? Em ăn dư, em hỏi còn miếng để ăn không? Cái thái độ của em là gì? Miếng hộp trái cây luôn kìa anh. Không mọi người, hồi nãy Ngọc ăn vậy nè, cái sao Ngọc để lại trên cái dĩa? Em còn dám kể. Mà trong cái dĩa có rất nhiều miếng, anh không ăn, anh cầm cái này lên anh ăn. Mà Ngọc không kịp, không phải. Em tản không kịp luôn.
Không phải thì trước đó là tôi đang một dĩa rồi, nhưng mà tôi thấy táo của Ngọc ngon. Cho nên là tôi mới tới, tôi mới nói với Ngọc: Ngọc ơi, cho anh xin một miếng nha. Ngọc kêu: ăn đi anh. Thì tôi mới ngại, tại vì mình ăn một dĩa rồi mình sợ mình lấy cái miếng to thì nó kỳ. Ai ngờ mình lấy cái miếng nhỏ thì cái miếng mà Ngọc đã cắn rồi. Nhưng mà tôi thắc mắc một điều là ví dụ mình ăn trái táo, mình cầm điện thoại nè nha, mình cắn cái rồi mình vẫn có thể mình cầm được mà. Mắc gì mình cắn cái mình bỏ dĩa, mình cầm mình bấm hai tay. Chứ vậy? Chứ vậy chị cầm sao vậy chị Ngọc? Ủa thì dĩa táo đó của em mà em cầm trên tay em sợ dơ. Ngọc đặt xuống với một cái vị trí rất là rõ ràng là miếng táo đã bị cắn rồi nhưng không, do anh vẫn lấy miếng nó mà anh ăn. Anh Luật là kiểu như là rất là tinh tế á mọi người, biết vô chọn cái nào nên ăn mà không nên ăn. Em mỗi lần mà ăn mà còn cái gì đó là hỏi anh Luật ăn không để không. Đó giống như tô cơm vậy, hỏi nãy hỏi anh Luật ăn không. Anh có ăn luôn, anh cũng ăn tô cơm của Ngọc luôn á mọi người. Bánh cát khô. Nói chung là cái gì cũng vậy hết, mình ăn uống là mình phải ăn cho hết chứ bỏ mang tội lắm. Đó, không hết thì đưa ông anh mình ăn. Chán khô. Mồ hôi á. Mồ hôi. Trời ơi. Không ai ăn nữa dạ. Dạ. Cho cái mồ hôi nó thấm. Cho nó ướt. Cái đó chị dạ ăn đó. Mà nó mặn. Mà cái mình xé rồi mình xé rồi. Ví dụ mà chưa khô thì mình liếm ra. Rồi mình bỏ vô. Chị dạ nó thương Lan Ngọc mà đâu có thương. Ăn bao nhiêu phút nữa là ủa ăn? Ngọc em sạch sẽ lắm hả Ngọc? Ủa chị còn làm trong hậu trường, còn em liếm cái bánh trên TV đó rồi em ngậm họng rồi em lấy ra cho chị ăn. Chị ăn cái đó là mùa trước rồi, chị em mình đã hứa là mùa này không chơi dơ nữa. Mình sẽ sạch sẽ em hả Ngọc? Mình sẽ sạch sẽ. Không nói chứ mấy chị em đó là chị dạ chị giỡn thôi để xé cho mọi người ăn vậy thôi à, chứ không có gì hết. Không. Cảm ơn mọi người nha. Và bây giờ thì chuẩn bị ra quay đây. Xong, tôi đã xong. Vô. Chuyên nghiệp không? Bánh tráng. Dạ, chuyên nghiệp nha. Mắt giống như điện máy sạch. Trời ơi, súng thiệt luôn á ông nội. Nè. Trời ơi, cảm ơn em. Mày uống không? Nè, mày lấy mày uống đi. Tao khỏi uống. Anh uống đi anh nói em uống. Tao có chọc đó mà, lấy đi. Tăng cường sinh lý, hỗ trợ tiêu hóa, suy nhược cơ thể. Trời ơi anh ơi, đi làm suốt ngày suốt đêm mà anh cho uống mấy cái tăng cường sinh lý này rồi sao mà anh em ta chịu nổi anh Lực. Có sức lắm ha. Rồi anh Lực chẳng dị lắm nha mọi người, ăn cơm nha mọi người, ăn cơm chuyên của chương trình nha mọi người. Ngon anh, cơm của chương trình. Anh lấy lại dạ, anh Lực ơi, đừng cho dạ uống mấy cái này lên em sẽ khó, em khổ quá. Anh thiệt luôn á. Nói cái này của anh Lực á, sản phẩm mới. Anh em đi quay mệt có này vô. Anh kêu Lực nhiều nha. Nhưng mà dạ thôi, em đừng uống rồi dạ, em xin em dạ. Lên em cứ... Mốt sau này á mà không làm nghề nữa là mình mở tiệm bánh tráng mà bán cái trường học. Bộ cái áo này vừa không vậy? Lại chọc nữa. Thôi cho tôi bận áo này nghe. Sắp xong rồi, ăn xong rồi đi ra nè. Ăn đi chị, ăn một chút. Vào đây. Wow.